Hôm nay là một cái bộ phổi ghép rất là vừa phải, bình dân và mang các bạn một cái chất âm rất là tuyệt vời. Onkyo 755 N2 La Mã xẹt 100. Mình sẽ ghép với Dolor RBL LX55 nha các bạn. Trước hết thì mình quay cái Dolor RBL này trước. Đây là một cái Dolor còn rất là đẹp, thiết kế rất là sang và được lắp ráp tại Mỹ nha. Bass 25 3 đường tiếng, một loa bass, một loa mid và một loa treble titanium. Cái dòng loa này thì cái phần mút của nó còn nguyên luôn nha. Và cái treble titanium này rất là hay nha. Dòng mà LX55 thì nó có hai phiên bản màu xám và phiên bản màu gỗ. Thì cái cặp mình đã giới thiệu là phiên bản màu gỗ và được lắp ráp tại USA. Rồi, để mình quay các bạn xem kỹ nha, rất là đẹp. Rét và còn rất là ok nha, không có bị móp méo hay gì cả. Đây rồi, bây giờ mình quay ra phía sau. Graptic in USA. Graptic nó cũng đồng nghĩa với cái từ lắp ráp. Graptic có nghĩa là ráp tay. Đây, lỗ thông hơi hai chỗ gắn dây loa. Rồi, cặp loa này mình bán 12 triệu. Hôm nay mình sẽ ghép với Onkyo, một cái con lây chạy 8 so sát nhưng mà cái giá của nó chỉ 5 triệu thôi. Onkyo 755 N2 La Mã sạc 100. Cái series, cái tên của nó rất là dài, chạy 8 so sát các bạn. Cái lớp lưng của nó là lớp giả da rất là đẹp, mặt tiền của nó còn rất là ok. Giá chỉ là 5 triệu thôi. Và các bạn mua một bộ thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái USB nhà chất lượng cao trị giá 800.000. USB và ổ cứng mình cũng bán nha các bạn. USB là 128GB 800.000, nhà chất lượng cao chép sẵn các bạn luôn. Còn ổ cứng là 1000GB giá là 2 triệu. Thì các bạn có nhu cầu nào thì liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà mình đăng lên mỗi ngày nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm của bộ đôi này. Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn là gì, em còn gì, ta còn là gì, còn trong đó là bóng hư không, còn trong đó tuổi đã mênh mông, còn trong đó tóc xanh phai màu, qua mất rồi và ngày thật dài của chúng ta, của những phôi phai. Năm 2000 năm tôi còn lại trên cuộc trần này, tiếng nhạc hồn du trọn đời mình, và em có lời đã ghi âm trong rìa cũ mòn mỏi âm sâu, và anh có áo văn xưa đây cho đến giờ màu mực nhạt. Và chúng ta đi vào trong mơ. Năm 2000 năm tôi trở về vùng đất thanh thang, tôi gặp người tình cũ bên đường, bây giờ nàng mặc xương tóc mây. Năm
chọn tuổi đời trăm tuổi già để nhìn loài người còn đang sống và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau. Người hãy ngoái mắt trong sâu mình xem cõi trần bụi hồng nhạt nhòa, rồi chúng ta đi vào trong mơ. Bây giờ nào bạc xương tóc mây, năm 2000 năm tôi trở về tìm dấu thân yêu trong bạn bè dần đã qua đời qua một lần thế kỷ 20. Năm 2000 năm mong người nào qua trọn tuổi đời trăm tuổi già để nhìn loài người còn đang sống và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau. Người hãy ngoái mắt trong sâu mình xem cõi trần bụi hồng nhạt nhòa, rồi chúng ta đi vào trong mơ.